hội đua xe đến rồi. Kéo cửa trượt và thử xe cùng Andrea và Emma nào. Xe được thiết kế xịn vào ách thế này thì chắc chắn là giành chiến thắng rồi. Đói rồi, tiệm hamburger hoành tráng quá. Có cả TV ngoài trời chiếu phim hay. Wow, nhà thi đấu có mô hình đường đua mini xịn ghê. Phòng thay đồ tay đua thật tiện nghi. Chuẩn bị xuất phát nào. Camera trên cao quay cảnh Andrea về đích. Các cô gái đã giành cúp vô địch rồi, vui quá. Tặng bông hoa tình bạn khi mua Lego Friends tại hệ thống cửa hàng My Kingdom trên toàn quốc và tiki.vn. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.